kính chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với em một loại rau mọc dại rất là quen thuộc nó có thể mọc trong vườn nơi ẩm ướt cây này thì không cần trồng tuy nhiên thì ngày nay thì em thấy nó cũng hiếm đi rồi ngày trước thì trong vườn này em mà muốn kiếm một nắm rau sam thì rất là nhiều luôn cây này thì nó có vị hơi chua và có tính lạnh rất là giàu dinh dưỡng các bộ phận của cây như là thân lá nụ hoa đều có thể sử dụng và mình chỉ vứt đi cái phần rễ thôi mình có thể à, chế biến thành các cái món ăn nấu canh xào hay là mình à, làm nộm tuy nhiên rất ít người biết đến rau sam không chỉ là một loại rau một loại thực phẩm có thể ăn ngon mà nó còn là một vị thuốc có rất là nhiều công dụng vậy trong video ngày hôm nay em xin chia sẻ đến cô bác và anh chị những công dụng dược liệu của các loại rau này ở dưới dạng tươi hoặc là mình cũng có thể phơi khô dùng dần Thông thường thì cô bác và anh chị có thể thu hái rau sam vào mùa hè, mùa thu. Không chỉ trong dân gian mà trong cả y học hiện đại thì người ta cũng có rất là nhiều nghiên cứu chứng minh cái rau sam là một loại rau chứa rất là nhiều các thành phần dinh dưỡng hữu ích. Cụ thể như là nó có chứa 44 những hợp chất bao gồm các cái flavonoid, alkaloid, terpenoid, axit hữu cơ, các vitamin và khoáng chất, các cái hợp chất, các vitamin rất là nhiều những cái um, dưỡng chất mà nó có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe của con người. Trong y học cổ truyền của Trung Quốc thì người ta xem rau sam như một vị thuốc trường thọ, có công dụng chữa trị nhiều bệnh và đây cũng là một vị dược liệu mà được sử dụng rất là nhiều, nhiều nhất với đa dạng những cái uh, dược tính. Tác dụng đầu tiên của rau sam phải kể đến đó là nó có cái khả năng chống viêm nhờ cái tác dụng của cái chất nhầy omega 3 và các cái khoáng chất hữu ích. Rau sam có cái tác dụng đó là chống viêm, giảm đau rất là hiệu quả, đặc biệt là cái tác dụng giảm đau, giảm cảm giác khó chịu ở đường tiết niệu và đường tiêu hóa. Cái tác dụng thứ hai đó là tác dụng chống oxy hóa. Trong rau sam thì nó rất là giàu các vitamin C, E, flavonoid, alkaloid beta caroten và một số các cái hợp chất nó giúp chống lại các cái gốc tự do và ngăn ngừa cái sự lão hóa Các dụng thứ ba của rau sam đó là rất là tốt cho da và cơ xương Rau sam được biết đến như một loại thực vật rất là giàu dinh dưỡng Lượng omega 3 trong rau sam nó cao Chính điều này nó đã giúp nuôi dưỡng da, tóc, móng và các cái khớp. Không chỉ vậy thì trong rau sam cái hàm lượng canxi cũng rất là cao, giúp hỗ trợ các cái bệnh về xương khớp, hỗ trợ cái bệnh loãng xương. Ngoài ra thì các vitamin E và một số các hợp chất trong rau sam nó giúp bảo vệ màng tế bào, tránh khỏi các cái tác nhân gây hại. Tác dụng thứ tư của rau sam đó là chống nhiễm trùng. Rau sam nó có tác dụng diệt được các cái vi khuẩn gây lị, thương hàn. Bên cạnh đó thì một số các bệnh nấm và các cái đặc tính kháng khuẩn rất là hiệu quả. Và nó có thể làm nâng cao cái thể trạng, tăng cường cái sức miễn dịch của cơ thể rất là tốt. Tiếp theo nữa đó là cái tác dụng rất là tốt cho hệ tim mạch. Trong omega 3 của cái rau sam thì nó có thể cải thiện cái sức khỏe của tim mạch rất là hiệu quả, điều hòa lưu thông máu, dự phòng rối loạn nhịp tim. Hàm lượng kali và omega 3 có trong rau sam thì nó tương đối cao. Điều này thì nó giúp điều chỉnh cái cholesterol ở trong máu, giúp huyết áp và ổn định và không có bị tăng huyết áp. Tác dụng tiếp theo nữa đó là nó hỗ trợ tiêu hóa. Trong rau sam nó chứa rất là nhiều chất nhầy khi ăn thì cô bác và anh chị cảm giác là nó hơi nhất nhất ấy. thì nó có tác dụng làm dịu cái đường tiêu hóa, tiết niệu, tránh được các cái bệnh lý như là mình bị đau bao tử hay là mình bị nóng rát cái thượng vị ấy. Ngoài ra thì rau sam nó còn được sử dụng để cải thiện cái tình trạng táo bón vì cái hàm lượng chất xơ rất là cao và nó cũng có thể là điều trị các cái bệnh về ký sinh trùng đường ruột ạ. Ngày xưa thì người ta có cái bài thuốc đó là người ta không có tẩy run bằng các cái thuốc Tây y ấy, thì người ta sẽ lấy cái rau sam này và người ta giã ra, lấy cái nước đó cho bé uống thì đó là một cái cách tẩy sổ run. Công dụng tiếp theo đó là giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Trong mùa hè cái thời điểm mà rau sam nó phát triển mạnh mẽ như thế này thì mình có thể dùng rau sam để nấu thành nước uống hoặc là lấy rau sam này mình ép lấy cái nước nó để giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất là tốt. Ngoài ra thì rau sam còn có cái tác dụng đối với những cô bác và anh chị bị tiểu đường đó là nó có thể hạ đường huyết nha. Đây là một cái cách hạ đường huyết rất là tự nhiên. Mình có thể sử dụng cái rau sam này rửa sạch. Cô bác và anh chị mình rửa thật là sạch với nước muối và mình xay ra thêm một ít nước lọc nữa, mình lấy nước cốt đó mình uống thì đây là một cái cách hạ đường huyết nhanh, tự nhiên với những cái công dụng hết sức tuyệt vời như vậy thì mình có thể sử dụng rau sam ở dạng tươi hoặc sắc uống hay là dùng ngoài da có thể dùng ăn như là nấu canh xào thì mình sẽ dùng với cái liều lượng đó là từ 50 đến 100 gram mỗi ngày rau sam thì nó có tính hàn nên là những người mà đang mang thai hay phụ nữ cho con bú thì mình nên không nên sử dụng à, trong dân gian thì người ta cũng có ba cái À, kỵ với rau xa đó là thịt ba ba, rùa và trứng vịt lộn thì mình không nên dùng chung. Đó là những à, lưu ý khi mình sử dụng cái loại dược liệu này trong vườn nhà. Có thì hôm nay em à, lấy một nắm để làm một cái ly nước nước ép giúp thanh lọc cơ thể và à, thải những cái ký sinh trùng đường ruột đó, cô bác và anh chị làm dịu cái đường ruột.